Rồi xin chào các quý bạn và các vị đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ mở hộp con Gan XR. À nhầm, iGan XR. Đây là một cái phiên bản giá rẻ hơn của Gan XS. À nhầm, Gan X. Nói chung thì cái hộp nó cũng tương đối vậy, mình mua ở shop lẻo bé. Cái hộp cũng nothing special, cũng như bao nhiêu cái hộp Gan khác. Nó chỉ có tên ở đây, logo Gan bự tổ chảng, này là giá của bên nhà bán lẻ. Thì đằng sau hộp thì có dăm ba cái này, ai biết tiếng cửa đọc hộ mình không biết. Rồi, mở ra thì nó sẽ có một cái hộp đen như thế này. Đây không phải hộp đen máy bay đâu nha, hộp đen giấy thôi. Mở ra thì các bạn sẽ thấy một cái điều fucking wow shit. Đây là một con Gan XR. Một cái tờ giấy mà ai chơi Gan là chắc chắn rất là quen. Và một cái đồ chỉnh ốc. Và như các bạn thấy thì nó chỉ còn như đây thôi, không còn cái gì cả. Thì cái đồ chỉnh ốc này theo mình thấy là cái chân này nó có vẻ nó dài hơn một tí so với mấy cái con cũ. Mấy con cũ thì chân nó khá là ngắn, như là SM các thứ thì nó phải có một cái hộp, cho nên nó sẽ làm chân ngắn lại để nó bỏ dừa. Cái này quá quen rồi dù hỏi. Mình sẽ tới luôn nhân vật chính. Thì trước tiên nhìn ở cái màu thì các bạn có thể thấy là màu nó tối vãi cả đái. Màu cam thì mình thấy khá ok, màu xanh cũng được, màu trắng thì ở đâu cũng vậy rồi. Còn ba màu này thì thôi, như là những ông đa danh mà hồi Napoleon đánh cầu lông bằng tiền. Màu vàng với lại màu đỏ theo mình thì nó hơi khó chịu tí. Màu xanh nữa. Mở thì rất là lâu mình mới có lại cảm giác này. Nghe tiếng sướng quá. Tốt luôn. Rồi, đây là con Gan, iGan XR của mình. Gan xém rẻ. Cái điều khác biệt nhất giữa con Gan này với lại con Gan lớp cọn này, cái điều khác biệt giữa con Gan XR với lại con Gan X là theo mình chỉ nằm ở phụ kiện đó. Còn ruột thì giờ sensor nè, các bạn có thể thấy đây là cấu trúc tổ ong honeycomb version 2 thì phải. Nó cũng có trong các cái rảnh này y chang những con 354. Xem ốc gì, mình đoán bán sim là ốc màu vàng. À đù, trời ơi, tôi mà ốc màu vàng. Đó, đây là ốc màu vàng. Ốc màu vàng là một cái loại ốc nhẹ nhất trong cái loại tiêu chuẩn hồi trước. Đây có một số cái sự cố nhỏ nhỏ nhưng mà thôi, không sao, tiếp tục video nào. Mình thấy thì nhìn sơ sơ thì cũng khá ok, chỉ có màu nhìn hơi ngu thôi. Cái thiết kế và cái sticker LED thì y chang con Gan 354 hay là con Gan XR. À lộn, nó XR mà, Gan X. Màu đen, màu đen huyền bí ở trong. Các cái chân thì màu trắng đục ngà ngà. Và ở ngoài thì là cái nhựa màu. Giờ mình sẽ quay thử. Thì mình thấy là nó cũng hơi khá nhanh, cảm giác nó như mình chưa cầm Gan 10 mà nhầm Gan X, nên mình cũng chưa thể đoán được nó giống Gan X hay không, mà cảm giác này thì có vẻ khá giống 354, nhưng mà cảm giác khá giống Gan 354 nhưng mà nó hơi chậm hơn một tí. Và quay như Gan, một cảm giác rất là Gan. Nó như 354, nó hơi chậm một xíu, với lại như thế nào nhỉ, nói như nào, nói chung cái cảm giác của nó mình thấy là một cái cảm giác nó khá là lạ, một cái cảm giác khá lạ, nhưng mà nói chung vẫn rất là ngon. Với một cái tầm giá là dưới 300 thì đây là một cái con theo mình nghĩ là sẽ cạnh tranh được tốt với lại những cái đối thủ lớn hơn về giá, như là GTS V3, Gan, Vox M, Power, ABC. Còn Gan X thì chắc phải đoán xem thôi. Cái điều mà... Mẹ mày để bố quay! Cái điều mà khác biệt nhất
giữa những giữa con ganh xém rẻ với lại con ganh ít, ganh 10 nó y chang như là iPhone XR với iPhone XS. Đó là khác nhau về cái phần gọi là cái phần râu ria thôi. Như này thì cấu trúc thì mình chắc chắn 100% là nó y chang ganh 10 nhầm ganh ít. Nó y chang thôi. Và nó chỉ khác về phần phụ kiện, như là ở này thì nó không có 500. Mình mod vào thì mod như ông Đạt thì mod khoan lỗ hay là mod kiểu truyền thống gì gì đó cũng được. Còn nếu như mà thích mà mod như ganh ít luôn á thì lão bá sẵn sàng mod. Rồi, cái phần khác biệt nhất thì theo mình nghĩ là phụ kiện thôi. Khi nào mình cầm được ganh 10 mình sẽ so thẳng với lại ganh XR xem là hai con này sẽ khác như thế nào. Còn hiện tại thì theo mình là đây là một cái con rất là tốt trong cái tầm giá mà dưới 300 ngàn. Rồi, vậy thôi, cảm ơn các bạn. One.